Thời gian gần đây, làng hoa Sa Đéc xuất hiện một loại hoa sứ có lá xoắn lại thành chùm, cây nhiều hoa, có thể trưng trên bàn làm việc, đang rất thu hút khách hàng. Giống hoa sứ này có tên là sứ DHA, được nhập từ Thái Lan và trồng bằng hạt. Điểm độc đáo của giống sứ này là lá cây luôn xoắn lại thành chùm để lộ hoa ra bên ngoài. Gốc cây có thể tạo dáng bonsai, cây chịu mát nên có thể trưng và để trên bàn làm việc. Hiện tại, số hộ trồng hoa sứ này tại làng hoa Sa Đéc rất khiêm tốn. Giá bán loại sứ này cũng cao gấp mấy chục lần so với giống hoa sứ thường. Tùy vào lượng hoa, mỗi cây được bán dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng.